Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi về những em Pokemon hóa thạch nha các bạn. Đó, thì trước tiên chúng ta sẽ điểm qua 11 loại hóa thạch nha. Đó, đây là 11 loại hóa thạch chưa rửa. Có tổng cộng là như vậy các bạn, tương đương với 11 em Pokemon hóa thạch luôn. Và có những cái máy liên quan đến hóa thạch như là Fossil Machine nè. Máy này là để dùng tái tạo các Pokemon hóa thạch đó. Fossil Cleaner, máy để rửa hóa thạch. Fossil Display, cái này thì chúng ta có thể dùng để mà trưng bày hóa thạch thôi. Thì tập hôm nay mình sẽ chế tạo hai loại này thôi nha các bạn. Đó. Chắc mình nghĩ là mỗi loại 5 cái thôi. Đó. Hai loại luôn. Đó. Ok, trước tiên để mình đi vô cắt đồ cái đã. Đồ đạc mình cũng nhiều lắm á các bạn. Đồ đạc quá chừng luôn. Ta phải đi vào cắt một mớ cái đã. Rồi, cho nó vô đây. Ok. Nói chung á, để đào hóa thạch các bạn có thể đào ở dưới lòng đất, nhưng mà mình sẽ đào ở dưới biển, mà cái chỗ mà gần gravel á các bạn, nó sẽ lợi hơn rất là nhiều luôn. Bạn nào muốn đào thì cứ qua chỗ đó mà đào nha. À, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành đi ra ngoài biển thôi. À, chúng ta đi chế tạo máy trước chứ, mình quên. Chứ gì mà đi ấy trước rồi. Để mình coi cái máy nó sẽ cần cái gì đây nha. Đây, đầu tiên là Fossil Machine. Fossil Machine nó sẽ cần Fossil Machine Base, tức là cái đế đó các bạn. Nó sẽ cần rất là nhiều aluminum luôn ha. Mình sẽ chế tạo mỗi loại 5 cái, tức là cái này là sẽ là 30 nè. Và cái bên này thì cũng là 30 nữa các bạn à. Phần trên và phần dưới nó cũng đâu xem tầm đó. Cái tăng và cái display, tức là cái màn hình á, nó sẽ không có tốn mấy cái aluminum blaze. Và Fossil Cleaner nó cũng tốn như vậy luôn ha. Chắc mình sẽ đập tầm 2 stack aluminum nha các bạn. Chúng ta sẽ đập mấy này rất là dễ thôi. Tại vì mình có cái búa siêu cấp mà. Trời ơi, búa siêu cấp vô địch vũ trụ. Này, rất là gọn luôn. Trời ơi, bạn thấy không? Tốc độ đập rất là kinh khủng. Trời ơi. Và cái búa này mình có khả mending vào nữa, nên khi mà nó nhận được kinh nghiệm á thì nó sẽ không có bị hư hại về độ bền các bạn ạ. Sẽ hồi phục lại đó. Ok, chúng ta sẽ cố gắng đập lẹ đi nha. Xịn nhang. Chưa dây được nửa stack rồi nè. Thôi, sẽ sớm được 2 stack thôi. Chikorita các bạn. Con này tập trước mình chưa có. Tập này đi bắt liền. Chikorita. Trời ơi, may quá các bạn ạ. Đây, nó đâu rồi? Em nó đâu rồi? Nó đây nè các bạn. Nhìn nó xịn nha. Nhìn rất là dễ thương luôn. Whipburn đó nha các bạn. Đó, không thành công. Ghê quá vậy. Vậy chúng ta sẽ đi qua quả Liverborn nha. Quả này không được thì qua quả khác thôi. Có gì đâu. Liverborn. Rồi. Và lần này thì Chikorita đã được thu phục rồi. Xịn chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi về nhà lại đi các bạn. Hấp dẫn. Chắc tí nữa mình làm về mấy em Pokemon hóa thạch rồi sẵn mình tiến hóa luôn cái con Chikorita này luôn đi, để cho nó xong. Để mình còn mấy em Pokemon hệ lá với hệ nước một vài con á, mình chưa có bắt được. Nên phải chịu thôi các bạn ạ. 4 cục, 3 cục, 2 cục và cục cuối cùng đã xong rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi chúng ta sẽ đi ra ngoài biển đi. Để mình sẽ teleport ra chỗ nào hợp lý vậy đã. Wow, sao cái map nó còn như vậy vậy? Chúng ta không thích như vậy đâu. Tại chỗ này nó có nè. Gần mình nó cũng có một mớ cát nè các bạn à. Trời, đi ra đây làm lẹ luôn nè. Hình như nó ở trên đầu chúng ta sao á. Không, nó dưới. Chỗ này nè. Có cát nè. Chúng ta đào một xíu thôi. Cái sẻng đào nhanh quá. Kinh khủng thật. Chắc mình làm tầm nửa stack là được rồi. Nửa stack hay là một stack là được rồi. Nó tầm đó thôi. Rồi, một stack rồi. Ok, đi về nhà thôi các bạn ơi. Quá đủ rồi. Đi về thôi.
cho nó nung mấy cái cát này lên cái đã. Thì chúng ta tạo thành mấy cái kiến trước. À quên, phải cầm cái búa này ra nè. Đó. Bạn thấy không? Đó, vậy á, cái búa nó lên lại cái độ bền đó. Đây, lấy ra nó lên độ bền đó bạn. Thì mình sẽ lấy ra hết cái này đi. Cho nó lên độ bền luôn. Cất mấy cái này lại. Đó. Xời ơi. Quá chừng mấy cái apricot luôn nè. Wow, sắt nữa hả? Wow, vàng luôn nè. Sao mình có nhiều cái quá vậy? Ta sẽ tiếp tục. Rồi, đủ rồi. Xong rồi. Ok, cái búa các bạn thấy không? Cái búa nó lên một mớ đôi bên rồi đó. Quá xịn luôn. Giờ mình sẽ cất nó lại thôi. Chúng ta không cần nó nữa đâu. Đầu tiên mình sẽ tạo cần redstone trước cái đã. Redstone chúng ta có một stack ở đây. Đầu tiên mình sẽ tạo 5 cái. Đây nè, 5 cái Fossil Machine Base nha các bạn. Tiếp theo là 5 cái Fossil Machine Top. Rồi. Và chúng ta sẽ lấy mấy cái Obsidian ra, 5 cục thôi. Đó. Mình sẽ tạo luôn 5 cái Fossil Machine Display nha các bạn. Đủ 5 cái nè. Để coi còn thiếu gì nữa không. Thiếu mấy cái tăng. Tăng thì nó sẽ đi từ mấy cái tấm kiến. Ôi ôi. Mà để mình coi công thức của cái này luôn đi. Họ cũng cần tấm kiến nữa các bạn ơi. Trời ơi. Tấm kiến, tôi còn tấm kiến không ta? Nhớ đợt trước mình có chế tạo cái máy gì đó. Nó còn tấm kiến nè. Chỉnh chỉnh. Mình sẽ tạo luôn 5 cái Fossil Cleaner nha các bạn. Quá đã. Rồi đầu tiên mình sẽ đi kiếm cái chỗ đặt Fossil Cleaner trước đã. Đây là máy rửa hóa thạch. Máy rửa hóa thạch chúng ta sẽ đặt ở đâu đây? Mình có nên đặt trong nhà không? Đặt trong nhà thì nó không được rồi. Chắc chúng ta sẽ để đâu đó ngoài này thôi. 5 cái. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Để vậy đi. Ok. Để mình vào tạo luôn một mớ đồ nữa. Hao tổn quá. Rồi cái này còn kiến thôi. Để mình cất mấy cái này vào. Ta sẽ còn một cái xô. Hai cái xô luôn nè. Wow. Xin. Xong mình sẽ chế tạo luôn một cái xô mới nha các bạn. Ok. Cái cục sắt này vứt vào. Xong rồi. Mấy cái này mình sẽ tạm dẹp vào đây đi. Cho nó đỡ tốn inventory của chúng ta. Để mình coi 5 cái tăng thì chúng ta sẽ tốn 30 cái tấm glass pen nha các bạn. Wow, có vẻ hao tổn đó nha. Và 30 tấm thì chúng ta có được đủ chứ ta? Đủ 30 tấm chưa? Mới 26 tấm thôi. Chưa đủ thì có hết. Không có gì phải lo. Đây, tạo luôn một 16 tấm glass pen nữa nha các bạn. Đó. Rồi, đủ rồi. Để mình sẽ lấy ra cho đủ 30 trước đi. Đó, đủ 30 rồi. Ok. Rồi, bây giờ tới cái công việc đó chính là múc nước thôi các bạn ạ. Múc nước để mà tạo thôi. Bây giờ nước thì ngoài đây mình có luôn nè. Đó, nhưng mà phải chạy tới chạy lui thôi. Phải cực một xíu các bạn ạ. Không sao hết. Trời ơi. Đây. Đầu tiên là cái Fossil Machine Tank thứ nhất. Đó. Rồi. Ta sẽ múc nước tiếp nè. Úp chỗ đây và úp chính giữa. Đó. Đây sẽ là cái thứ hai. Trời ơi. Cái chạy đi chạy lại nó mệt nha. Nhưng mà mình có cái dây chạy nhanh mà. Cũng không sao. Đó. Cha là cái thứ ba. Wow. Quá xịn luôn. Múc. Thôi. Tự mình múc không được các bạn à. Ai múc cái này không được. Không nên múc mấy chỗ đầu đó. Nó sẽ bị mất cái nguồn nước vô hạn của chúng ta đó. Cái thứ tư và cái cuối cùng đến đây nha các bạn. Cái cuối cùng đây rồi. Múc nó chứ. Ai lộn. Tôi quên mất. Múc chỗ này nè. Và chỗ này. Đó, xong rồi. Và đây sẽ là cái Fossil Machine Tank cuối cùng nha các bạn. Sẵn mình sẽ lấy hết đồ đạc ra luôn nha. Đó. Mình sẽ tạo 5 cái Fossil Machine. 5 cái máy. Mình sẽ đặt ở đây. Đó. Nhìn nó xịn liền.
Ok, sẽ mình vào mình cất mấy cái xô này cái đã. Trời ơi, xô tôi nhiều quá ha. Ồ, cho đây có sẵn một xô nước luôn nè. Ui, sao nãy không lấy ra vậy? Ở đây mình đã có sẵn mấy cái hóa thạch rồi nha các bạn. Đã đợt trước mình có đi đi lượm mấy cái rương các bạn. Ồ, ở đây thêm một cái nữa nè. Để mình coi thử còn cái nào không. Wow, trong mấy cái hóa thạch rải rác thì mình cũng có nhiều lắm. Nhưng mà chắc mình để ở đâu rồi. Ok, ở đây không có đúng không? Bên đây cũng không có luôn. Ôi, vậy thì thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó rửa hóa thạch ra nha các bạn. Đó, đây, chúng ta có hai loại, hai cái hóa thạch chung một loại nè. Đó, cho nó rửa hóa thạch ra. Trong khi đó mình sẽ đi ngủ phát nha. Trời, nguyên một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Đi ngủ phát nè. Đó, quá xịn luôn. Ok. Quá đã. Ồ, vẫn nó rửa xong rồi các bạn. Chúng ta được hóa thạch của con Granidos. Ồ, con khủng long đầu búa. À, con khủng long mà nó có cái, nó như là con con gì nữa, Bachycephalosaurus đấy các bạn. Đó. Ồ, Amaura. Wow. Ồ, hai con Amaura luôn. Và đây là Chituga các bạn à. À, và trong khi đó mình sẽ tiến hành tạo luôn mấy cái bone nha các bạn. Tôi sẽ tạo luôn mấy cái loại bones luôn nè. Đây là Remier Bone nha các bạn. Mình sẽ tạo 60 loại. 60 Remier Bone luôn. Trời ơi, nó lại xịn. Đó, chúng ta sẽ lấy mấy cái Wheat Bone này ra đi. Quá nhiều rồi. Ok. Wow, nhìn mặt biển nó khác quá ta. Ok. Đây mình đã có cái cây Diamond Big Axe mà nó có cả Fortune nha các bạn. Đó. Nên cái việc đào nó sẽ dễ dàng hơn thôi. Sẵn mình sẽ đào mấy cái này luôn nha các bạn. Mấy cái xác nè. Sời, hấp dẫn. Đáng lẽ ra chúng ta nên có một cái bộ đồ mà thở dưới nước để mà nó an toàn hơn các bạn à. Chứ cái này chúng ta phải cắm đuốc liên tục chứ không là bị hết không khí đó. Ok, mình sẽ bơi vòng vòng đây. Bơi vòng vòng ở đây nha. Cắm cái đuốc chứ không là chết đó. Rồi, tiến hành cuộc hành trình đi truy tìm hóa thạch thôi các bạn à. Ở đây nè, một cục rồi nè. Ồ, chúng ta được rất là nhiều loại luôn nha. Ồ, có con Mantine. Wow, con này bổ mạnh hệ nước mình chưa có các bạn à. Chúng mình đi bắt nó luôn. Mantine. Nó đâu rồi ta. À, nó đây, nó là con cá đuối các bạn à. Mantine. Lụm mày luôn một Whitbon trước nha. Đó, xịn luôn. Man nó phi xuất hiện kìa các bạn. Wow, con này xuất hiện hoài luôn á. Trời ơi, Whitbon không thành công rồi. Chúng ta sẽ qua quả khác đi. Qua Diphone nha các bạn. Man nó phi. Trời ơi, ăn ngày tối xuất hiện hoài nha. Tôi đâu có thích con đó đâu. Tại mình có rồi đó. Ok, đây bon không thành công rồi nè. Tiếp tục là quả Diphone kế tiếp nha. Nó cấp 45 nên nó hơi khó bạn à. Để mình sẽ chuyển qua con Pokemon khác đi. Mình sẽ chuyển qua con gì đây? Chuyển qua con Manaphy nha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng luôn. Thôi chắc mình sẽ qua Tamerbon các bạn ơi. Không dám dùng mấy quả kia nữa đâu. Tamerbon luôn nè. Đó. Tamerbon tiếp tục nha. Trời ơi. Con Manaphy nó kêu ghê quá. Và lần này cuối cùng cũng xong. Manaphy. Nhưng mà mình sẽ không có đánh nó đâu. Mantine đã được thu phục rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với Chikorita nha các bạn. Chikorita mình cũng có luôn rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đào hóa thạch thôi. Wow, nãy giờ sao không thấy một cái cục hóa thạch nào hết vậy ta. Đây. Mới nhắc xong. Wow, thêm một loại hóa thạch mới rồi. Đây một cục nữa nè. Cho cái cấp fortune đó các bạn. Nó lời kinh khủng luôn ha. Wow, chúng ta đã có được 2, 4, 5. 5 loại hóa thạch chưa rửa rồi. 6 loại nữa thôi. Ráng lên, 6 loại nữa rồi chúng ta sẽ đi về các bạn ạ.
ở dưới đây hoài nó bị lạnh quá. 6 loại đó, trời ơi hấp dẫn. Bên đây lại một cục nữa này. Ok. Đây hóa thạch đây rồi. Ồ, và chúng ta có mấy cái aluminum ở dưới luôn kìa. Wow, sắp được rồi các bạn ơi. Ôi ôi, nhanh quá. Sắp xong hết rồi. Hây da. Đây, một cục nữa nè các bạn ơi. Này được rất là nhiều luôn. Chúng ta đặt nó bị lắc vậy. Có một loài mới. Đã thật. Trời, hấp dẫn. Rồi, còn cục hóa thạch nào quanh đây nữa không? Wow. Đây. Không. Nó giống các bạn à. Định mệnh đó, nó lừa mình. Đây. Đây là thật nè. Một loài mới nữa. 2, 4, 6, 8, 10 loài. Và một loài cuối cùng thôi các bạn à. Mình chỉ thiếu một loài hóa thạch chưa rửa cuối cùng nữa thôi. Để mình đi tìm luôn nha. Rồi. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã có được hết tất cả 11 loại hóa thạch rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa hết thôi. Ở đây mình sẽ cất hết mấy cái loại này đi. Mình sẽ đem 11 cái loại này đi rửa cái đã. Rất là nhiều luôn. 11 loại. Rồi. Rồi. Đủ hết luôn rồi nè. Đây 11. Đứng 10 chứ. Đây, cho đi rửa hết luôn. Rồi. Hấp dẫn. Đầu tiên hồi nãy mình cũng có rửa trước 3 loại rửa rồi. Nhưng mà không biết là loại nào nên cho nó rửa một lần hết luôn đi. Ở đây thì mình đã có rất là nhiều mấy cái. Đây, Water Tone Shark. Kinh khủng thiệt. Ở đây mình sẽ lấy luôn một cái cục Water Stone lẻ này đi. Mình sẽ tạo một đống Water Stone này luôn. Và chúng ta sẽ tạo một cái giáp trước nè. Tiếp theo mình sẽ qua cái mũ. Rồi, tới cái chân nè. Và cuối cùng sẽ là cái quần nha. Rồi, đủ một bộ. Hấp dẫn. Đây mình sẽ cất mấy cái Water Stone này lại đi. Ôi ơi. Xóa hóa thạch này chắc mình cũng... Quên. Cho ra rửa chứ. Đây. Đầu tiên là cất cái bộ này vào cái đã. Nhiều quá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 loại hóa thạch. Mình sẽ cất vào đây hết. Rồi, tiếp theo đó là 6 loại còn lại nha. 6 loại còn lại. Đây, mình sẽ cho nó vào đây hết. Đây. Rồi, và còn một cục cuối cùng nữa chứ. Đây chúng ta có dư hóa thạch nào không ta? Mình sẽ lấy mấy cái loại mà mình chưa rửa đi cất hết đi. Cái này nó dư nè. Đây đúng rồi. Hóa thạch của Aerodactyl nè. Đây là Owember nha. Mà con khủng long sao nó mắc kẹt trong nhựa cây được ta? Vô lý. Owember. Ok. Xong mình sẽ lấy ra mấy cái đá này luôn đi. Rồi. Bây giờ để mình lọc cái số hóa thạch này cái đã. Nhiều quá à. Nào mà có rồi là chúng ta sẽ cất hết. Rồi. Và đủ rồi đó. 11 loại. Bây giờ mình sẽ đi cho hồi sinh từng con luôn nha các bạn. Đầu tiên là Aerodactyl nè, Lilip, Kabuto, Shieldin và con Omanix nha. Đây. Rất là nhiều luôn. Rồi. Và hai con cuối cùng. Bon. Ở đây mình sẽ lấy mấy cái Remier Bond ra luôn. Mình sẽ tạo trước 11 cái đi. 11 quả Bond là đủ rồi. Ok. Tạo luôn 11 cái Remier Bond nha. Xịn ngay. Và thì mấy cái Bond này mình sẽ đặt vào mấy cái Fusion hồi sinh nha các bạn. Đang bắt đầu quá trình hồi sinh Pokemon rồi đó. Trời ơi, hấp dẫn. Fusion Machine mới 10 mấy phần trăm thôi.
được 80 mấy % rồi nè. Đó, và live clip nó đã bắt đầu hình thành cái hình dáng đó nè. Đây là Aerodactyl nha các bạn. Ồ, bên đây có con Shieldon nè, Kabuto, và cuối cùng là con Omanix, con ốc anh Vũ. Wow, hấp dẫn. 10% nữa thôi, lâu quá nha. Xời. Khá là lâu đó. À sau mình sẽ chuẩn bị luôn mấy cái loại hóa thạch cho lần hồi sinh kế tiếp nha. Rồi. Gần xong rồi nè. Đó, nó lên hình rồi nè. Wow. Sao con Aerodactyl này có vẻ bự ta? Hấp dẫn. 98%, 99%. Rồi, xong em live clip rồi nha. Tiếp theo là Aerodactyl nè, Shieldon, Kabuto và Omanix. À. Rồi, mình sẽ cho tiếp tục mấy loại hóa thạch còn lại nha các bạn. Ây da, quên. Rồi, sẵn mình sẽ cho luôn mấy cái loại bon vào luôn nè. Premier bon thôi. Tại vì cái mấy cái quả bon này nó có cái hiệu ứng quăng ra nó rất là đẹp luôn đó. Đó. Trong khi chờ mấy cái loại hóa thạch kia nó hồi sinh mấy Pokemon cổ đại thì mình sẽ đi qua cái Red Book Game này để mà luyện cái con đâu rồi? Con gì quên mất tiêu rồi. Để mình sẽ cất cái con Manaphy này vào đi. À không. Cất con Incineroar này vào đi ha. Ok. Mình sẽ tiếp tục tiến hóa luôn cái con Chikorita nha các bạn. Đây, nó đây. Wow, cấp 16 rồi nè. Chắc cũng tiến hóa rất là nhanh thôi. Dùng anti và tiếp tục tiến hóa thôi. Fire Blast nó phát nè. Ok. Eruption nè con. Wow. Reflect. Ta không học skill đó đâu. Mày nè con. Chicory. Eruption con Forest Stress này luôn. Rồi, đủ rồi. Và Chikorita đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Hấp dẫn. Để mình coi nó lên con gì đây. Ồ, nhìn nó đẹp ha. Đây là con bay lip các bạn à. Wow. Con này cởi được không? À, con này không cởi được, nó nhỏ quá. Ok, để mình thu cái con bay lip này vào. Mình sẽ tiếp tục tiến hóa nó luôn nha các bạn. Ồ, và chiếc cái con bay lip nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Mới cấp 32 ta. Mình tưởng là nó phải cấp 36 cơ. Bay lip, để mình coi nó lên con gì đây. Wow. Wow. Ôi, và cuối cùng nó cũng đã lên con Meganium rồi đó các bạn. Nó giống cái con gì mà mình bắt ở trong vùng jungle á. À cái con Choppy gì á, mình cũng không nhớ nữa. Để mình ra mình search tên xem thử nha. Choppy. À, Tropius các bạn à. Nè, này nó giống ai Trang luôn nè. Hơi hấp dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ đi về nhà nha. Chắc ở nhà nó cũng xong rồi đó. Mình sẽ lấy cái loại hóa thạch còn lại ra luôn. Đó, ở nhà nó xong rồi nè. Agen các bạn ơi, Anorith, đây là Chituga nè, Granidot, các bạn nhìn nó giống con Bachycephalosaurus không? Y chang luôn. Đây, con đây là Amara nha. Và mình sẽ đến với cái loại hóa thạch cuối cùng. Ok, quá đã. Mình sẽ soạn qua một trang cho mấy em Pokemon này cái đã. Ok, soạn một trang cho chúng nó. Tập hôm nay là về tất cả cái bọn này mà. Đây mình sẽ lấy qua luôn. Đây là con Aerodactyl nè các bạn. Wow. Lilip. Tiếp theo đó là con Shieldon. Kabuto. Bên đây là con Omanix. Rồi. Được 10 loại rồi. Chờ một loại cuối cùng nữa thôi. Sao vậy? Mình sẽ tiếp tục chờ nha các bạn. À thôi đi ngủ phát đi. Rồi, đủ 100% rồi nè. À, rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành tiến hóa luôn 11 em Pokemon này nha. 11 em Pokemon cổ đại. Thì chắc tiến hóa bằng cách cũ thôi các bạn à.
Đầu tiên là Lilith, Achen, Granidos, Chitsuga và Amora nha. Để mình sẽ coi từng con tiến hóa như thế nào nha các bạn. Wiki Lilith, các bạn có thể search trên đây nếu mà cài cái bộ mod của mình. Evo đó. Level 40 nó tiến hóa các bạn à. Tiếp theo là con Achen, để mình coi thử nào. Achen level 37, wow dữ vậy. Tiếp theo là Granidos, level 30, wow, con này dễ hơn nè. Chitsuga, level 37 luôn. Và cuối cùng là con Amora nha. Amora, vào buổi tối các bạn à, level 39 vào buổi tối. Ok, thì con đó mình sẽ để sau nha. Aura mình sẽ để sau. Tiếp theo là Anorix đi. Anorix đó, level 40 luôn. Ok, rồi mình sẽ đi qua cái hội quán Grad Bức Kim để mà tiến hóa luôn nha. Sẽ là một thời gian rất là lâu đây. Bộ này toàn level cao thôi. Level Pokemon cổ đại này mà còn đòi tiến hóa level cao nữa, chịu sao nổi. Bột cái heo phát đây. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiến hóa nha các bạn. Mình coi thử cái luyện, lần luyện đầu tiên nó sẽ lên được bao nhiêu level nha. Eruption mình nè con. Rồi một em mùa lên một nùi level luôn. Ghê vậy. À một lần đầu tiên nó lên được 10 level các bạn à. Nhưng mà mấy lần tiếp theo nó sẽ giảm cái số lượng level xuống. Tại vì level càng cao thì kinh nghiệm nó đòi hỏi càng nhiều đó. Nó tiếng hóa ghê quá. Double team nè, scary face nè, buy skill này được nè. Mình sẽ thay bằng buy này đi. Protect, thay luôn. Fury cutter sẽ thay bằng Harden nha. Hai em rồi, nó lại lên cấp tiếp nữa nè, hấp dẫn. Học được chiêu pluck, thay bằng Lee này đi. AYZ mình sẽ thay bằng Protect này đi. Ba em. Rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Confuse Race. Thôi mình sẽ không học skill này đâu. Smackdown, skill này thì được nè. Ok, rồi. Mình sẽ tiếp tục luyện tiếp nhé các bạn. Eruption. Rồi. Tiếp tục Eruption nữa luôn. Wow, như đã có con gì nó bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Rồi chúng ta sẽ thay bằng kiểu thay cái skill này đi ha. Ok, và nó đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Granidos nó lại bắt đầu tiến hóa các bạn ơi. Wow, hấp dẫn. Granidos và nó sẽ lên con này nhìn xịn hơn nè. Cái đầu có gai luôn. Đây là Rampardos nha các bạn. Con này cỡ được không? Cỡ được. Hấp dẫn. Con khủng long cổ đại. Để mình coi thử. Coi thử. Kích thước nó là small hả? Kích thước nhỏ thôi à. Trời ơi. Hay vậy thôi, chúng ta sẽ cất nó vào đây đi. Xong một con nữa rồi. Để mình coi cái con Omanix này nó sẽ tiến hóa bằng cách nào nha. Wiki Omanix Evo. Cấp 40. Nó cũng giống như mấy con này thôi. Chúng ta sẽ thêm mấy con mới vào liền chứ. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục luyện nữa nha các bạn. Lavalum nó tiếp. Luyện mấy con này thì phải hơi lâu một xíu. Toàn cấp 40 mấy thôi. Bộ Pokemon cổ đại mà nó cần rất là nhiều cấp luôn. Kinh thật. Green mình sẽ chắc không học skill này đâu. Curse này cũng không học đâu. Tiếp tục là Lillian nè. Lên cấp quá chừng luôn. Eruption mày luôn nè con. Rồi Ron Lao hả? Mình sẽ thay bằng chiêu con này skill đó đi. Rồi. Nó con Manic hàng chi. Nó có skill gây cái 10 sát thương à. Định mệnh á. Tiếp tục là Eruption luôn nha. Wow, lên cấp cũng nhanh đó. Eruption một phát nữa nè. Rồi một phát nữa nha con. Và có con gì nó bắt đầu tiến hóa rồi nè. Achen các bạn à. Hai con luôn. Achen và Tituga.
Achen đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Wow, đây là một trong những con chim cổ đại nha. Và nó lên con, đây là con Achep, Achiop nha các bạn. Và Tituga nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn nè. Mấy con này nó có được cái animation mới nè. Một cái tester mới nhìn nó hiện đại hơn những cái bản Pixelmon cũ. Và nó lên con này là Caracosta nha. Lavalum nó tiếp. Rồi, Eruption nó tiếp. Mày nè con, một em, hai em. Và con Lilith nó đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Forest Red hả mày? Ok, mình sẽ run cái đã. Có hai con tiến hóa luôn. Lilith đấy các bạn ơi. Lilith đang bắt đầu lên cấp rồi nè. Anoric. Và nó sẽ lên con này là con gì đây? Đây là Granity nha các bạn. Nhìn nó giống cái cây ăn thịt người quá. Và Anoric của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn nè. Con này là cái con bọ hả? Một trong những con bọ cổ đại thôi. Và nó sẽ lên con. Con này con gì vậy? Đây là Amendo nha các bạn. Xịn nha. Amendo chúng ta cũng không thể cưỡi luôn. Hấp dẫn. Xong luôn hai con nữa rồi. Sẽ thu tụi nó lại. Xong hai con nữa. Rồi mình sẽ thay luôn. Thay luôn hai con này đi. Được 5 con rồi đó. Còn con Tyrant này nữa. Mà trời đang sáng rồi. Ok. Xịn. Chết. Chưa bộ cái heo nữa. Lavalum nó một phát. Eruption nó một phát nè. Sacrifice nó. May quá nó chết luôn. Eruption nó và đã có con gì nó tiến hóa đây kìa. Shielding nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Mình sẽ thay bằng skill Roll Lao này đi. Rồi. Và Shielding. Đâu rồi? Này nó có chút bẻo quá. Shielding. Nhìn con này nó đẹp hơn mấy cái con đợt trước liền ha. Nó có cái khiên. Cái khiên chỗ đầu các bạn ơi. Con này bự vậy. Và nó lên con Bastiodon rồi nè. Học được skill block. Cái con này. Mình tí là xong rồi đó. Bastiodon, để mình coi nào. Con này cởi được mà nó kích thước bự quá vậy. Kích thước là enormous hàng chi. Ok, mình sẽ bỏ con này vào đây luôn. Tiếp theo là Tyrant. 5 con Pokemon cổ đại cuối cùng nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ Lavalum nó luôn nè. Lavalum. Eruption. Rồi. Em thứ hai. Đã có con gì nó tiến hóa ở dưới rồi kìa. Omanix các bạn. Rồi và em thứ ba. Mày hả con? Rồi đủ rồi. Omanix cuối cùng nó cũng đã bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Đây là con ốc anh Vũ nha. Nhìn rất là giống luôn. Để mình coi thử nha. Nó sẽ lên con gì? Omasta. Học được Spy Cannon nè. Mình sẽ không học skill này đâu. Con này thì không cởi được. Trời ơi. Không cởi được thì thôi. Thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Đây chúng ta sẽ thêm mấy con này vào. Để cho nó vừa lên cấp luôn các bạn. GS của mình nó cũng đang khá là yếu. Ok, tiếp tục luyện cấp nữa thôi. Eruption. Eruption tiếp tục nè. Ancient Power hả? Mình sẽ thay bằng Tail Whip này đi. Quất đuôi. Mày hả con? Tiếp tục Lavalum nữa. Mấy con này lên cấp lâu quá. Eruption tiếp tục. Một em nè. Hai em. Đã có con gì đã tiến hóa rồi nè. Ba em. Rồi đủ rồi. Và Kabuto nó đang bắt đầu tiến hóa rồi luôn. Trời ơi.
Con này nhìn như... À, con này hệ bỏ các bạn à. Ui, ghê vậy. Ồ, và nó lên con... Ồ, Kabutop. Và nó rất là giống với con Shader luôn đó. Thay bằng Grass này đi. Kabutop, kích thước gì vậy? Kích thước nguyên mẫu. Cởi không được. Nhưng mà nhìn nó khá là bự. Quá mạnh cổ đại nè. Chúng ta sẽ bỏ luôn con Raikou vào đi. Đó. Rồi, còn ba em bỏ cái mon cổ đại nữa thôi. Ồ, Eruption bị hụt rồi. Mày hả con? Hụt nữa đi. Ồ, và đã có con gì nó tiến hóa ở dưới rồi kìa. Hấp dẫn. Hấp dẫn. Ồ, Trap. Thì sẽ thay bằng skill mới liền. Thay bằng Grin liền. Skill Trap đó nó rất là mạnh nha các bạn. Đây, và Tirin nó đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Phải vào 3 ngày và đạt level 40 nó mới tiến hóa được nha. Rất là bự luôn. Wow. Đây là khủng long bạo chúa nữa các bạn. Nó sẽ lên con Tyrantrum. Học được Rock Slide mình sẽ thấy không học nó đâu. Ok. Tiếp tục. Mày nè con. Sacrifice mày luôn. Eruption mày luôn. Và cuối cùng trời nó cũng đã tối rồi. Và Amora nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Chỉ cần trời tối và đạt level 40 là nó tiến hóa rồi nha. Và để chúng ta xem thử con Amora này nó sẽ lên con gì đây. Không bự lên hết ta. Nó lên thẳng luôn cái con này luôn nè. Phải trưởng thiệt. Đây là Arrow Rush các bạn à. Học được skill Freezy Ride nè. Băng khô hả? Chúng ta sẽ thay bằng Take Down đi. Đó. Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã tiến hóa xong hết tất cả các em Pokemon cổ đại rồi. Nó có 10 con thôi. Còn cái con Aerodactyl thì nó sẽ không tiến hóa các bạn. Đây. Rồi, Aerodactyl. Cởi được không? Wow, cởi được các bạn à. Wow. Con này kích thước nhỏ hả ta? Ô, kích thước Giant nè, mà nó có chút xíu à. Ô, con gì đây? Quả trưởng thiệt. À, đây là Palossen các bạn à. Như là tiến hóa cấp 2 của con Sedigard á. Nhìn nó rất là giống nhau. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbon nha. Đó. Trời ơi. À, con này nhìn giống cái lâu đài cát đó nha. Hấp dẫn. Lầm mày luôn này con. Đó, thành công luôn. Xịn xịn. Ồ, đây có con Blastoise. Ôi ôi. Blastoise Boss thì mình sẽ không đánh nó đâu. Tyrantrum. Để mình coi cái kích thước nó là gì đây. Kích thước small nhưng mà nó đã bự như vậy rồi nè. Kinh thật. Ok, thì tập ngày hôm nay về tất cả các game Pokemon cổ đại đã kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment thử thách ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.